thấy có điều chẳng lành rồi lập tức phi như bay về nhà. Đợi anh tới nhà nhưng đã muộn mất rồi, vợ con đại trang đang trốn thì bị nó phát hiện rồi giật theo. Đại tráng tận mắt chứng kiến vô cùng căm thù, dùng toàn bộ sức lực ném lao vào người con thú hung ác này. Con khủng long bị chúng lao đau đớn gào rung trời, bên cạnh còn có hai anh em của nó nữa. Đại tráng lướt như một con gió đi tới chỗ con khủng long đã ngoạm mất vợ con hắn, nhảy người lên rút lại cây lao của mình, sau đó một mình solo với ba anh em nhà nó. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm lớn. Ba anh em không biết có chuyện gì không nói không rằng rời bỏ cuộc chơi. Thì ra là mẹ gọi về ăn cơm, nhìn thấy khủng long mẹ to khiếp nên đại tráng cũng chưa vội xông lên combat tiếp. Anh trở lại hang động của mình, bắt đi gia đình anh vừa phẫn nộ vừa đau đớn, hận không thể một băm rằm chúng ra.